đeo được. Được rồi. À, được rồi. Được rồi.
cô gái xuất thân trong gia đình giàu có, đem lòng yêu thích một chàng trai nghèo. Cả hai đem lòng yêu thương, tuy bị sự ngăn cấm của gia đình, mãi và Nát vẫn thành vợ chồng. Khi Nát có bầu thì cũng là lúc Nát phải ra chiến trường. Nát bị hy sinh khó mà chết, nhưng vì tình yêu của cô dành cho chồng, nên nên phụ của cô vẫn thanh thanh ở nhà, đợi ngày chồng mình trở về. Mạnh mẽ đáng sợ, chẳng anh thích đức tin giữa trời và đeo cả thánh giá trước ngực.